chào cả nhà nha. Hôm nay mình với chị Chính, anh Chính hôm nay anh thử cái máy bơm nước với mương này nha. Mấy anh bồi nói bồi bùng á, mới nói là cái mương này có tôm rồi cả nhà. Bây giờ là mình để anh Chính bơm nước lên, thì mình xuống đây mình đi bắt tôm nha cả nhà. Thì mình đang chuẩn bị đi qua đây mình coi mấy anh đi bồi bùng rồi xong để anh Chính đi bắt tôm nha. Tôm nhóc mà giờ là không thấy con tôm nào luôn cả nhà. Tú bây giờ là khay. Khay nước chảy. Wow. Khay đừng bắt tôm của người ta nghe bà. Chưa bắt con bỏ vô xô đựng lận quần nha, họ kẹp chết à. Chưa biết. Không. Ồ, con tôm bự vậy? Tránh con kìa, cởi tránh con bự kìa. Đâu? Giờ qua thấy không? Không. Chính đè em kìa, kìa, kìa. Đè đâu? Nè, gâu nè. Ủa cái càng bự dữ hả? Đâu rồi, đâu rồi? Đổ nè, có đổ. Từ từ để tôi dọn. Đây. Bậy. Phải ra bên kia kìa. Bên kia có một thôn kìa. Sao nó có bún hả chị? Từ từ. Nè. Quay. Tôi xuống á. Đó. Ở đây nữa nè. Xuống rồi cậu, xuống luôn rồi. Con này bự nè. Xuống luôn rồi. Con nó bự nè. Wow. Để con Quý nó bắt coi. Nè. Nè, con này hai con. Ui, hai con luôn hả? À, một con. Để chụp dạ. Cậu. Wow. Tên. Lên đi. Lên đó. Từ từ mấy hai sư tỷ. Có giá kẹp. Chơi gì chơi kẹp. Ôi. Giá. Ôi. Dạ. Rồi. Nó còn nhích vô nữa. Ôi nó đâm. Trời ơi. Cái lì á. Chết mẹ tôi đạp cái gì không cần đạp cho ông nội ơi. Cái gì ạ? Cái tôm hay gì á. Trời ơi. Đạp gì đạp tôm nữa. Cái đâu không? Đâu hả? Trời, ngon quá ha. Chuyện này không nhìn không thấy. Trời lọc. Trời, nó bò thì nó bò, cậu lại cậu bắt nó đi. Đây cái nhà. Trời. Đây này, nó bò. Wow, cứng rồi. Không được. Ten. Cái con tôm này cả nhà. Đây cậu đang con bự nè. Đâu hả? Bắt đi. Gì bây giờ tôi chinh như á. Còn đây con nè. Bên đây con nữa nè. Đâu nhóc hết gì. Phận tôi cầm máy làm sao tôi bê bắt tôm được. Cái đổ rảnh có không? Từ từ bắt lên chị. Chắc là chừng còn con có lắp nữa không? Là mới sáng tôm nè. Mới sáng tôm đâu giờ chín á. Đây hả? Ừ. Dạ. Được chưa? Được không? Giờ nó cạn khúc đó quá, khúc này nó rút lên đây sao? Có để hỏi ý kiến ổng mới được. Hỏi gì? Có quần hay không hả? Có hỏi ý kiến, hỏi ổng thì có quần có không? Nó có hay không? Nó có ít. Có mà ít. Ổng nói vậy hả? Ổng như đây nè. Thấy chưa? Quá trời tôm luôn cả nhà. Thấy mê chưa? Ui. Càng to luôn nè. Có tôm. Gì mà quần. Đi tới đây. Ok.
không nhận hai thằng không nào thấy chứ. Rồi nó hợp hợp đây nè. Chỉ có Quý nó bắt thôi chứ không ai bắt. Ui, tôi. Tôi đây cả nhà. Đây, đây cả nhà, đây nè, tôm nhóc luôn nè, đây mình bỏ vô. Tôm lọt rồi cả nhà ơi. Rồi nó hợp 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 luôn á. Từ từ đi, nổi lên nè. Trời ơi cả. Cô chán luôn kìa. Ôi. Mày giá. Lắm. Lắm. Chụp nào, chụp tay vô chụp. Ôi, vậy là còn á. Quay tay. Ôi. Bây giờ nó sẽ nổ lên bờ. Đi vô mé. Giờ nó nổ hết rồi. Đi nổ ra. Nó mè mèo à. Mè mèo. Con nó mè mèo. Con tôm của Quý nãy nó làm như chạy giặt rồi. Nó đục giữa sông cũng ráng bơi nè. Để vượt 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 đi. Rồi, đại dương cậu ơi. Đây, đây. Rút kênh bắt đầu đi lên. Ồ. Đi bưng vô quá vậy ơi, bưng vô không nổi. Ôi da. Ôi da. Gãy tay. Gãy tay. Cậu nó nhảy vậy. Trời ơi. Không có nước rửa. Đi vô trong nhà rửa. Trong cái giờ đây nước nào rửa vô nhà đi. Còn quá sức dép. Thôi cậu thấy cổ hay ghê không? Không đầu chút nó té được luôn nè. Rồi, vô. Canh con vắng con dài, ai mua tôi bán ai này tôi thêm dĩa quán đây. Canh con tím con vàng. Rồi tú thì cậu. Dép và thơm. Rồi tú. Tôi chỉ còn cái thành quả này thôi. Đây là cái máy này chạy sao anh, ok không? Ok. Mày nhận máy im ghê hả anh? Cá chạy ha. Hùng như một cái màu chạy à mà im ghê ha. Ôi ôi. Ôi. Tôm 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 này của em nha. Thôi à, tôm nhà của chị chính à. Tôm này của em. Em bắt. Em bắt không? Ôi đừng đưa cái càng mặt chị Tú, mặt chị còn đài. Nãy em cái muốn chết luôn. Ủa cái này đã ghê luôn nè. Nhiều lắm anh. Ôi ôi, được quá ha. Đây cái nhà tôm thành phẩm của chúng ta, đây là tôm. Wow. Trời ơi. Tôm ngoài nướng nè. Ôi ôi. Thôi để đây đi. Thôi. Thôi đem gì cho nghe. Bây giờ mình bỏ tôm vô. Wow, nó bơi nó lội. Nó bơi nó lội. Nước dừa, nước dừa nha cả nhà. Mình hấp nước dừa nha. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Oh my god. Cả nhà ơi, tôm bây giờ nó nằm ở trong đây. Lâu quá, nằm ngủ không? Trời ơi. Mấy con cá ra. Rồi đầy nồi luôn rồi mấy đứa. Rồi xong. Xong phiên. Xong phiên. Thôi. Chà. Thôi đọc ơi. Ôi sao em thấy hoài không hết chị. Chị em mình nay trúng tôm rồi. Rồi ơi. Rồi. Rồi xong. Rồi chúng. Chúng ta sẽ bắt lên biết. Tiếp kìa. Tôm mình thì mình bỏ miếng muối vô nha cả nhà, mình dằn miếng muối lên với cho nó mặn 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 chút. Wow. Đây rồi. Chấm đi. Khui đi. Ten 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 ten. Wow. Trời. Tôm nó chín rồi cả nhà ơi. Cạn nước luôn rồi, còn chút xíu nữa cạn nước luôn á. Đây. Trời ơi, tôm gì bắt lên gieo ăn hết nhiều trời. Hôm nay gì quý gì cũng khắc quà cho chị Thẩm như này. Lên chơi nữa vui chứ gì. Hôm nay đâu có xem được đâu biết. Giờ chưa hết được. Wow. Hôm nay không biết tới Trung Thu có hết dịch chưa nữa nè. Ừ, đúng rồi. Đó đó. Trung Thu lúc gà bán nhập được bao à. Lo cái Trung Thu mà ta ăn chơi vui. Mà lo tụ tập. Ừ. Wow, cả nhà ơi, tôm đỏ eo. Wow. Nhức nhối. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ mời cả nhà dùng tôm nha.
Rồi chúc cả nhà ngon mẹ. Có bữa đi chịu nó chơi. 8 giờ tối hỏi ngang nó chưa ăn cơm. Sao vậy Chính? Những gì mà bên quý không là không nói được. Hai đứa đừng ăn. Ăn chị đó. Còn nóng ăn đi. Ăn rồi mà cái nhà tôm mình mới bắt lên còn nóng. Con này khỏi lột. Ăn nó vui chịu chịu ăn càng. Bao nhiêu cơ bắp rồi là nó chồng vô đó. Ngọt. Ngại con đứa chị, tôm bên bờ nó còn bị kẹt đó chị. Ở đây là người ta để đây đi. Dịu nó ăn mấy con này không mà, không biết ăn mấy con kia. Cái con nhỏ chắc à. Trời ơi. Chắc lên cái phọc lưỡi luôn cay á. Ai đã muốn ít, ngon dữ. Ăn phải hết hả? Không ngon rồi, con nữa mà. Chị no quá. Rồi thiếu một người nữa, no nữa. Ăn đi chú. Gì con? Nói cho đẻ mà. Tự nhiên đi. Ăn pho. Ủa chị Diệu. Con ăn con này có lột cà không hả ba? Đây là con tôm mà mình bắt nó bị lột. Sao review? Còn nước dừa nó ngọt. Ngon. Ôi my god. Thôi cứ ăn, chị Chính ăn nữa nè. Làm gì chị Chến? Wow. Dạ, dạ. Dạ. Đây, đây. Wow. Đây cái nhà. Tôm mình á, mình thích chấm như vậy. Tôm gì mà rủ rồi. Rủ là mềm á hả? Ui. Nó muốn ấy vậy. Mặn. Tôi tưởng đâu không có chứ. Nước mặn là ít có tôm lắm á. Mấy cái nhỏ này chắc rồi. Mắm cay ngon, nói chung là mấy tôi cũng có cái số sẵn rồi bà ơi. Con hưởng hả? Còn hưởng. Trời ơi, xuống nhận là mê luôn á ha. Bắt tôm à. Không kịp luôn. Ui, cái mương bên đây mà cỡ nhiêu đó là gấp đôi đã luôn. Tao bỏ mấy bên này có người ta mấy á. Thì có người ta đi xuống rồi mà nó còn nhiều vậy nè. Nó mò chưa hết á. Ủa nước đâu mấy đứa? Sao lên kìa? Cay quá. Cay mới ngon. Trứng nè. Ăn mấy con tôm nhỏ còn ngon hơn, ăn chắc được luôn. Nha. Vậy nãy giờ chú ăn tôm nhỏ rồi nha, có ăn tôm bự đâu. Cũng chắc lịch luôn á nha. Lọc được không? Vì tốt lọc cho. Như đây ăn, úp lọc cho. Lọc được không? Ôi, úp điện thoại, dính cái điện thoại. Mày. Thịnh chữa ngọt. Sao lại gì vậy ta? Con bố gì vậy? Bố về tới rồi. Rồi cái nhà, tôm ngon quá. Mình tút mới có ba con à. Ủa quá rồi. Mình sẽ hẹn cái nhà nước xanh nha. Mấy ba xin vừa ghê. Anh ơi.